Nhận định trận Arsenal với Burnley 3 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2020. Vòng đấu tới đây hôm 14 tháng 12 Arsenal sẽ được trở về chơi trên sân nhà và đón tiếp Burnley. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ Arsenal giành 3 điểm và cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Cập nhật đội hình ra sân. Tỷ lệ kèo các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Arsenal với Burnley tối nay sẽ có màn đối đầu hấp dẫn trên sân nhà Emirates vòng 12 ngoại hạng Anh. Hai đội bóng tối nay được giới chuyên gia nhận định pháo thủ đang có được lợi thế lớn trong trận này. Với điểm tựa từ sân nhà, tin rằng Arsenal sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ và có được chiến thắng tuyệt đối trước Fulham. Arsenal trong quá khứ và hiện tại đều được đánh giá cao hơn trong lượt gặp mặt này. Mặc dù từ đầu mùa giải đến nay, Arsenal chỉ có 13 điểm khi để thua đến 6 trên 11 trận, 4 thắng và hòa 1 trận. Với phong độ xuống cấp từ đầu mùa giải đến nay, Arsenal đang đối mặt với chuỗi ngày khó khăn của mình. Cũng trong 4 trận đấu gần đây, họ chưa một chiến thắng nào mang về trọn vẹn. Cụ thể, họ để thua 3 và hòa 1 trận. Tuy nhiên, xét thành tích đối đầu gần nhất của hai đội bóng, Arsenal có được chiến thắng 2-1 trước Burnley. Lúc này, đội khách Burnley đang thi đấu với tinh thần bất ổn cùng thực lực yếu kém hơn mùa trước rất nhiều. Nếu như trước đó họ cán đích với top 10 ngoại hạng Anh, thì năm nay, với thành tích đang có, chắc chắn họ sẽ chật vật với top trụ hạng, mục đích có được vị trí an toàn cho mình. Cũng trong chuyến hành quân gần đây trên sân khách Man City, Burnley bị đối thủ đánh bại đến 5 bàn không gỡ. Thất bại này khiến họ không thể có thêm chiến thắng trọn vẹn trên sân nhà khi đối đầu với đối thủ khó chơi như Everton. Tối nay, cuộc gặp gỡ trước Arsenal sẽ là cuộc chiến thực sự gay cấn và cam go.